Mai Hòa Đài truyền hình Sài Gòn Đài Quốc xin trân trọng kính chào quý giả quý đồng hương đến với lại chương trình Mặt Đối Mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mỗi một kỳ chúng tôi mời một vị khách lên để chia sẻ cái uh, sự thành công. Thành công cách này, cách khác trong chúng ta ai cũng có cái sự thành công cả. Nhưng mà không phải là thành công ở đây là tiền vàng bạc biển nhà cao cửa rộng. Nhưng mà thành công trong cái cuộc sống của mình và những cái sự thành công đó từ đâu ra. Ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị một người à, một vị tu trước đó là có phạm tục à, là nguyễn duy từ nguyễn duy ta tới, tới một vị thượng tọa như thế nào mời tất cả quý vị cùng chúng tôi đón chào một vị khách của chúng ta ngày hôm nay trân trọng kính chào thầy dạ yeah, tôi là thượng tọa thích thông lai tục danh là nguyễn duy À, tôi là trụ trì hệ thống chùa Tầm Nguyên làng ở Dì Đà Cân Xin gửi lời chào tất cả khán thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn Network Thưa thầy, à, nếu mà nói về cái cuộc đời của Nguyễn Duy bây giờ là thượng tọa thích thông lai thì có lẽ nói là những cái trang sách rất là dày để mà kể những cái giai đoạn tuy nhiên ngày hôm nay mà trong cái chương trình này trong cái khuôn khổ thời gian xin phép được hỏi thầy từ lúc mà thầy bắt đầu xuất gia thì trong gia đình thầy thầy tóm tắt một tí xíu về cái gia cảnh của cái gia đình thầy rồi thầy xuất gia từ năm nào Cha tôi người Quảng Trị, mẹ tôi người Biên Hòa. À, mẹ tôi mất sớm khi tôi mới 9 tuổi, mẹ tôi mất sớm khi mới 9 tuổi. Do đó, cha tôi mới gửi năm anh em chúng tôi, gồm có hai bà chị và hai đứa em gái tôi là người con trai duy nhất vào trong ký nhi viện Phật giáo để mà nuôi dưỡng cho đó chúng tôi trở thành thầy tu là tại Mù Côi và được ký nhi viện Phật giáo nuôi dưỡng cái di viện phật giáo nằm ở đâu thưa thầy nằm ở tại à, lúc đó là kêu là ở tại biên hòa đó mà quý vị biết ngay cái cổng hai phi trường nó có một cái chùa coi là chùa giáo hội phật giáo việt nam thống nhất á và lúc đó là có một cái trại là lúc đó là đại đức thích thế đăng ổng coi cái kêu như là mồ côi và tôi được ở trong đó yeah. là lúc đó là thầy bao nhiêu tuổi tôi 9 tuổi ừ, 9 tuổi ừ. như vậy thì hai người chị và hai người em gái của thầy có xuất gia không? À, lúc đó thì chị tôi là Ni Sư Như Thủy lớn hơn tôi 2 tuổi, bà tuổi dần. Bà sinh ngày 1950 tôi ngày 1952 và bà chị hai tôi đó thì là à, một tuổi Mậu tí. riêng à, người em kế tôi đó là 1957 là tuổi Đinh giờ ở Đinh à... Dậu Đinh Dậu ừ. và cô Hạnh Đoan em Út tôi đó lúc đó là tuổi Hợi năm yeah. 1959 yeah. như vậy năm người trong anh em thì chỉ có hai người xuất gia thôi sư à, như thị xuất gia tôi xuất gia và hai cô em xuất gia riêng bà chị tôi lúc đó là lớn bà học ở trường Ngô Quyền và sau đó à, bà đi làm cho sở Mỹ và bà không thích xuất gia vì bà đủ tuổi rồi còn riêng sư cô như thế tôi và hai đứa em xuất gia thầy xuất gia từ lúc mà thầy vào trong chùa trong ký nhiệm viện đó để ở học rồi thầy xuất gia rồi có bao giờ thầy nghĩ lại là thầy muốn trở về đời thật ra tôi đi tu là tại vì ông già thấy bà già mất rồi không đủ khả năng nuôi rồi gửi cho ký viện phật giáo nuôi thành ra chúng tôi đâu phải hiểu đạo gì đâu thành ra ở trong đó quý vị biết những cái tệ nạn ở trong chùa rất nhiều tệ nạn như thế nào à, ở trong chùa chứa gì cộng à. À, thành ra tôi thấy là chứa những người nằm dùng việt cộng ở trong đó thành ra là tôi thấy bề mặt thì tu mà bề trái đó rồi bắt chúng tôi phải đi bán vé số bán lịch rồi họ khi mà quay phái đoàn hoa kỳ lại để mà yểm trợ cái này kia thì họ lại đem chúng tôi ra làm con vật tế thần để người ta đổ dầu vô, thành ra những cái đó là tôi thấy là điều lừa gạt hết, thành tôi đâu có muốn tu đâu nhưng mà ở trong chùa ra đó thì không có được. Thầy nói là những cái người vị mà à, sư huynh của thầy đó là trả hình. Những thầy lớn cả, chúng tôi lúc đó là nhỏ, tại vì tôi thấy mỗi một cuộc biểu tình đó mà xảy ra đó, à, những cái cuộc biểu tình chống độc diễn, ngô đình diệp, à, ông thiều lúc đó ông diệm không có rồi, tại vì tôi vô chùa lúc đó là ông diệm mất rồi, thì họ đều chạy trốn vô chùa và họ chui với những cái bồn thờ bồn thờ Phật và họ quay cái gì đó hồi xưa là quay máy quay quay tăng sinh đó yeah. rải truyền đơn chống này kia thành ra tôi thấy xuất phát từ những ngôi chùa đó thành ra tôi không có thích thầy có nghĩ rằng là thầy đã bị ảnh hưởng về cái đó mà đôi lúc mà bây giờ người đời đã đã ghép cho thầy một cái là ông sư quốc danh không tôi đã thấy những cái bề trái của việc cộng làm sao mà tôi tôi lại được tại vì tôi thấy rõ ràng là coi như là nó nó soạn ra một cái văn thư nó nói là ngày hôm qua là coi như là mỹ quỵ đã coi như luyện lựu đạn vào trong cái cái khu làng đó mà thật ra chính tuổi nó là tối đó tụi nó đi trà trộn trong cuộc biểu tình rồi nó liên lựu đạn vào trong dân rồi nó đổ lỗi cho cảnh sát việt nam cộng hòa thành ra những chuyện là tôi ngồi trong đó tôi lúc này nó nghĩ tôi chính tưởng biết gì mà tôi nhớ rõ là những cái câu nó đều nói là mình phải luyện lựu đạn khi có biểu tình như vậy mình đổ thừa cho lính quỵ. nó thành ra những cái đó ừ. Có bao giờ thầy bị hoặc là sai khiến đi làm những cái chuyện đó Tôi là nó cũng khen hoài, nó nói là mày biết anh hùng Lê Danh Tám không là coi như là tẩm thuốc là vào trong kho đạn, tôi nói tôi không có dám, tôi không làm chuyện đó và đâu nó chỉ bắt tôi đi đi bán lịch là bán giấy số lấy tiền về để mà nuôi mấy ông thầy đó tại vì chúng tôi đi trong một đoàn cô nhi đó mặc đồ rất dễ thương thành là chúng tôi nó dạy chúng tôi những cái câu nói là Chúng con là những cô duy chiến tranh yêu cầu uh, coi như quý vị mua dùng cái lịch, mua giấy số, mua này kia thành ra chúng tôi bán rồi đem cái tiền về nộp cho mấy cái ông sư mà về cộng trái hình ở trong đó. Như vậy là thầy đã thấm nhận về uh, cuộc sống Phật tử cũng như là một người gọi như là uh, chú tiểu. cho yeah. Tới khi mà thầy trưởng thành thì thầy uh, chính sức xuất gia. Thật ra đó, lúc đó là cạo đầu một chút. Một khi vô chùa đó, đó là từ 9 tuổi cho tới 12 tuổi là để cái chốt yeah. à, kêu là sa di đuổi quạ rồi cho tới khi mà lên tới 18 tuổi đó thì họ mới cạo bỏ cái chốt đó đi và lúc đó họ mới truyền cái giới sa di cho mình chứ lúc đầu là kêu là chú tiểu yeah. rồi tao sa di thì kêu là sư chú rồi sau đó họ mới nếu mình có thú tài đó thì họ mới gửi xuống dưới đại học Trần hạnh để học học xong xuôi học cái phật khoa rồi sau đó rồi đúng 20 tuổi thì mới thọ đại giới mới lên đại đức mà tôi hoàn toàn thật sự ra lúc đó là tôi muốn rất là muốn bỏ ra nhưng mà gì tôi bỏ ra thì còn hai đứa em tôi ở trong đó nó sẽ bị người ta hành hạ. Tại vì tôi chạy trốn được nhưng mà còn hai đứa em nhỏ hơn tôi. Thành ừ. ra tôi phải ở lại để mà bảo vệ cho tại trong đó họ đánh họ đập dữ lắm, yeah. họ bảo hành dữ lắm. Thì cái giai đoạn mà từ khi mà thầy được uh, uh, cạo cái cái, cái 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 đuôi quả đó, đuôi đội đuôi đuổi đuôi đuôi quả đó để mà trở thành một sa di trưởng thành đó cho tới khi mà năm 1975 là giai đoạn như thế nào? Thì uh, tôi cho tới khi mà tôi nhớ tôi sinh ngày 1952 thì tới năm 1970 đó thì tôi được cạo chốt. À tôi được cạo chốt. Và tính thức sư chú. Gọi là cái chốt à vậy? bỏ cái chốt đi rồi sau đó thì hai năm sau gì lúc đó là tôi học ở trường Ngô Quyền mà trường Ngô Quyền rồi sau đó tôi thi tú tài 1 thì tôi nhớ lúc đó là tôi đậu tú tài 1 thì nó cho cái chứng chỉ. Cái chứng chỉ nhỏ xíu à. Sau đó tôi thi đậu tú tài 2 thì họ cho cái bằng. Và sau đó tôi ghi danh vào đại học này tôi học. Giang hạnh thì bắt đầu thì họ cho tôi lên Đại Đức Thọ giới thì cho tới khi năm 75 đó thì lúc đó là tôi quý vị biết đó, lúc đó tôi là hầu như tôi muốn ra đời nhưng mà ra đời lúc đó thì ra cũng không có được gì hết. Tại vì lỡ thầy lỡ thợ hết rồi. Mà lúc đó là tôi coi như đi tu là do tại cha mẹ để vô chứ tôi không có hiểu đạo gì hết. Yeah. Tới lúc nào thì thầy bắt đầu mới bắt đầu quyết định là cũng như hàng triệu người bỏ phiếu bằng chân đi tìm tự do chống cộng sản ngay cái chùa của tôi ở lúc đó đó thì sau khi này đó tôi mới xin về chùa Long Thiền tại vì cái chùa đó sau này Việt cộng nó vô thì nó giải tán cái cái kia cái, cái, cái là ký như diện cũng như nó giải tán luôn làng coi như chiến tranh Long Thành là những cái chỗ nào mà có nó nói là tại vì CA Mỹ nuôi cái gì mà có viện trợ của Mỹ là nó kêu CA thì lúc đó đó là tôi lại đưa đi qua cái chùa ở Long Long Thành ở chùa ở biên hòa của hòa thượng Huệ Thành là chùa là ở bên cạnh dòng dòng sông mà tôi nói là cầu kế cầu, cầu gành đó thì sau đó thì thời gian sau thì tôi lại được đi cử đi xuống dưới để đi móc củi ngay cái chỗ đó là là ngay cái bến gần cái chùa đó là tổ chức đi năm 1978 là tổ chức đi bán chính thức đóng tàu 12 cây cho một người qua mà tôi cái họ tôi hậu quyển thì tôi đi không có được hoàn toàn không có tiền làm sao nhưng mà một bữa nọ thì tôi muốn đi nhưng tôi không có đi được lúc nào tôi cũng cầu nguyện phật trời cho tôi được thoát khỏi cái chế độ cộng sản này tại lúc đó tôi thấy đó là vì cộng nó vô đó là coi như chuông tượng Phật bằng đồng nó bắt hòa thượng phải đem nộp cho nó hết tất cả cái gì mà bằng đồng nó nói là phải đi đưa cho nó để nó nấu để mà nó làm súng để nó đánh lại Trung Quốc thành ra tất cả cái gì bằng đồng trong chùa là nó đều lấy hết nó lấy hết rồi là tôi thấy trời đó cơi nói cái Việt Nam cộng hòa ác mà tôi không thấy Việt Nam cộng hòa không có đụng tới ngôi chùa này mà chính việt cộng nó vô nó lấy hết từ chuông từ cái gì bằng đồng kể cả tượng Phật nó cũng lấy luôn đó. thành ra tôi muốn trốn đi mà tôi trốn đi tại lúc đó, đó là quý vị biết những người nào mà không dính liếu tới chế độ dân tộc cộng hòa thì nó lại bắt đi chiến trình mà đánh, đánh nhau ở Trung Quốc không gì mà chính là nó sẽ bắt đi nghĩa vụ quân sự thì quý vị biết đi xuống dưới uh, cái dòng ở dưới quán Kim Long Thành á, rồi dài dài xuống dưới là trong đó nó có những cái rừng nước chúng tôi đi vô móc củi trong đó thì đạp xe đạp về đạp cái xe đi thồ hồi xưa đẩy về nhưng mà bữa đó có một vị xe huynh của tôi đó ổng với tôi móc củi thì tôi tình cờ tôi ở đó thì có một số người tôi biết đó là ở xứ đâu là cái xứ gì mà nó thuộc về ở bà rịa đó những giáo xứ của người công giáo họ lại dẫn chuyện dầu họ chôn ra chỗ đó thì họ thấy tôi đang ngồi đó tôi ăn cơm thì hỏi ông thầy làm gì đây tôi nói tôi đang mất củi thì họ nói xin lỗi thầy nha à, chúng tôi đang chôn dầu tối nay tôi đi từ cái sông này chúng tôi đi ra ngoài tàu lớn thành là tôi mời thầy lên xe cho tôi không cho thầy về gì bảo vệ à, cái lúc đó là họ bắt tôi họ chôn dầu xong rồi họ dục tôi xuống cái ghe cái ghe đó là có cái tấm bạc về cái ghe nhỏ thôi họ nói là ở đây thì họ dục tôi dưới tôi tôi cũng biết gì cho tới khuya tôi nghe cái tiếng tàu chạy sụp 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 chạy riết ra tới ngoài kia thì chút xíu sau thì họ dục tôi lên cái tàu lớn và sau đó là coi như là tôi đi là do tôi đi móc củi ở trong cái vùng suối chim đi vô quán chim quán chim cây số 69 ở đường đi vũng tàu á rồi một cái giáo dân nào đó họ tổ chức trong giáo xứ tôi nghe nói cái xứ cái gì đó tại tại tại, tại nghe họ nói toàn là lúc, cái lúc bây giờ thầy là đang là đại đức tôi là đại tu tôi nhưng còn tôi mà đi móc củi cho chùa đi móc củi cho chùa yeah. nói tóm lại là thầy đã được may mắn rồi từ đó thầy đi đâu tôi qua tới đảo Cuku rồi từ đảo cu cu ở đó một tháng rồi cao quỷ nó mới đưa vào trong ga lăng thì tôi cũng đã kể rồi mà lúc đó thì tôi không có một giáo hội nào Phật giáo ở bên đây để bảo lãnh thì lúc đó tôi nhớ là lúc các tàu mà đổ đổ vô đều bị Mã Lai nó kéo ra à, Nam Dương kéo ra sau cùng tôi nhớ là Đức uh, giáo hoàng cái thời kỳ đó là ngài mới ra một cái 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 một cái cái sắc lệnh là nên lập ra cái hội để cứu trợ người vượt biển và sau đó chính tôi gửi cái thơ cho hội giữa CC tôi nói tôi là một tu sĩ Phật giáo tôi không có bà con gì bên đây xin và hội USCC và chính hội USCC là cái người bảo trợ tôi bởi vậy giờ rồi tôi mới có nhớ hai năm trước tôi làm lễ à. tri ân và tôi kéo cờ tòa thánh ở trong cái đài tưởng niệm thiên nhiên ở uh, ga lăng 1 ga lăng một năm 1980 tháng 6 cho tới 6 tháng sau thì tôi được vô ga lăng hai để mà tôi uh, đi phá mỹ thì tất cả những người nào đến ga lăng thì không cần phải đi qua phi học tiếng anh tại vì đó nó có phá mỹ đó PC. dạ chúng tôi học về khâu chờ của nước mỹ học về văn hóa thầy uh, đến mỹ từ năm nào đến Mỹ vào tháng 12 năm 1980 và cái tiểu bang tôi đến là Minnesota. Từ khi mà thầy qua Mỹ này, thầy còn nuôi cái uh, chuyện mà uh, và cái ý định là xuất khi qua đến Mỹ rồi thì tôi chuẩn bị ra đời. Tôi xuất... nói thật, thì tôi nói thật chứ dạ. tôi không có nói dấu gì. Tôi chuẩn bị ra đời, tôi nói đây là sứ của cơ hội mà mình đi tu là do cha mẹ mình mất rồi dục vô trong trại mồ côi mà bây giờ mình đã qua đây rồi thì tôi nuôi cái mộng là tôi sẽ đi học và tôi thì lúc đó tôi ở Minnesota nó lạnh quá tôi chịu không nổi tôi mới liên lạc một số người để người Việt đông lúc đó là ở Cali thì tôi mới về lại San Jose người ta bảo trợ tôi một số phật tử họ mời và tôi ghi danh vô địa anh college tôi học 2 năm ở địa anh rồi điện gia nó mới chuyển tôi lên ở trên UC học thì như vậy đó tôi trong tôi học tôi lấy cái bằng thầy ra trường ở UC Berkeley. Dạ yeah, UC Berkeley. Ừ. Mời thầy. Rồi thầy thầy ra, ra trường với năm 87. 87. Dạ à, tôi học hơi chậm tại lý do là tiếng, tiếng Anh lúc đó trở ngại. Tôi ở điện ra 2 năm. Là quý vị 81 82. Thay vì á 83 84 85 86 là tôi học tới 87 tôi mới hoàn tất thì tôi mới ra. Tôi ra thì lúc đó tôi đi làm cho IBM là tôi còn nhớ lúc đó là cái lương khoảng 40 k một, một, một năm nhưng mà 40 k cái thời 80 mấy năm nhiều lớn lắm, lắm nhiều lắm thì à, ở đường Almaden tức là tôi làm cho IBM. Thì sau đó tôi chuẩn bị ra đời và tôi nói thật lúc đó tôi đã có yêu một cái cô gái cùng học trong trường. Và cái cô đó cô học 2 năm thì cô chịu không nổi và cô bị ao, ao khỏi UC Berkeley và cô xuống UC David. Cô học về cái ngành là dược sĩ ở UC David và hứa hẹn sẽ lập hôn nhân và tôi cũng gặp ba má cô luôn và tôi nói chờ tôi có giúp đàng hoàng có như nhà vậy là thầy tôi. phạm giới không tôi tính thôi chuẩn bị ra đời à Tức là mình phải chuẩn bị ra đời Mình phải có vợ con Tại vì mình đã có sự nghiệp Về qua đây làm thầy chùa Thì nó lỡ thầy lỡ thợ Tôi đã bỏ hết 7 năm Để mà tôi có cái nghề tôi làm Thì có làm xong rồi Tôi chuẩn bị tôi đi ra đời Tức là Nhưng một ngày đó tôi đi làm Ở trên Từ ở trên quy quan, quanh quanh lúc đó nhỏ xíu à Phước lộ quanh nhỏ xíu à Tôi chạy xuống Âu Thì tự nhiên tôi thấy đốt bộ vi sinh Cái len nó tự nhiên tôi thấy ra Một cái len thành hai len Và tôi không control nó bị Tôi bị seizure dịch ừ. kinh phong á ừ. và tôi đạp trên ga tôi lủi xuống ngay cái, cái hầm và tôi không biết vì sao tôi tỉnh dậy thì tôi nằm trong bệnh viện thì sau đó bác sĩ cho biết là tôi đã bị một cái bú ở trong não và nó ép cái phần mà thị giác của tôi và lúc đó ông nói là tôi rất may mắn là tôi lủi xuống dưới cái bờ lúc đó thời gian đó là quanh quanh nó còn là những cái đất quan vu đó thành ra tôi được cái xe của quả cứu thành ra họ nói là tôi bị cái bú và họ phải cho uống một cái thuốc đai lăng tình tức là cái thuốc để mà trị cho không có bị dịch kinh phong ừ. và họ nói tôi phải ký cái giấy mổ gì tôi mổ đó thì tôi có ma cơ may tôi sống được sáu trăm tôi không mổ tôi sẽ sống được hai năm thôi yeah. tôi sẽ bị bán thân và do đó cái mộng tôi chuẩn bị ra đời nó tan dở rồi tại vì tôi báo cho cái người mà tôi yêu tôi chuẩn bị là định đình thì tôi nói bây giờ anh đã bị ung thư não và bây giờ phải ký giấy mổ và khi tôi nhận được cái giấy đó tôi phải quyết định ký ngay để mà tôi quyết định mổ thì tôi buồn tôi nhận cái gì bọt của bên tôi nhớ là lúc đó là coi như là uh, tôi chuẩn bị là tôi quyết định thì tôi buồn quá tôi chạy từ san jose tôi chạy cái xe Pinto nhớ for Pinto dễ bị nổ tôi <laughs> chạy riết tôi chạy riết khoảng ba bốn tiếng đồng hồ sau thì tôi chạy tới một cái chùa nó để là the city of ten thousand buddha và lúc đó tôi đến nơi thì gặp một vị thầy người hoa đứng cao ổng ngồi trên cái xe góp đi với một cái vị là lái xe thì lúc đó tôi đi làm tôi vẫn còn cạo đầu nhưng mà tôi mặc áo ba đề si để mà trời lạnh á mình đi làm thôi giờ đội đội cái mũ 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 bính tiêu à, thì khi về tôi cũng mang giữ mặt đồ tu nhưng mà đi làm tôi vẫn mặc cái áo si thì cái vị đó mới chỉ mặt tôi nói tăng không ra tăng tục không ra tục y bất ly thân tức là tỳ kheo là phải lúc nào cái y cũng trên người tại sao mà bỏ y vậy tôi quán hồn liệt tức là ông này ông không biết tôi là cái gì mà ông nói một tràng tiếng thì cái người thông đó đi... là hòa thượng tiên quá dạ ngày là tôi và dạ, lúc đó tôi quảng hồn tôi quỳ xuống tôi đảnh lễ ngài tôi nói ngài cứu con ngài nói mày còn có 3 tháng nữa sống sao không rội ra đời đi để mà lấy vợ đi hả thì tôi cầm đổ mồ hôi hơn và dạ, ngài điểm mặt người ta nuôi mày từ 9 tuổi của đàn na tính thí ta nuôi mày để mày làm ông thầy mày phục vụ chúng sanh chứ tao đâu phải nuôi mày để mày ra mày cứ vợ mày học ra mày quỵt nở mày là cái đồ ăn quỵt. tôi nhớ rõ ràng và dạ, tôi nói xin ngài cứu con yeah, yeah. thì lúc đó là hòa thượng tiên quá trở thành ân sư của thầy tôi kêu là ân sư chứ ông chỉ là cái người chỉ tôi phương pháp để hết bệnh ung thư chứ không phải là thầy uy y cho tôi Ví thầy gì? hết bệnh ung thư hết bệnh là do thế này tôi nói hòa thượng cứu tôi thì ngài nói mày tin tao không tôi nói dạ ngày cứu con là con coi ngày như là mẹ cha của con đẻ con lần thứ hai ông nói mày đại dụng ngữ tôi hỏi tại sao đại dụng ngữ thì hòa thượng nó mày nói cái miệng thôi chứ làm gì tao chứng minh được mày coi tao như mẹ tức là giờ tao biểu mày làm gì cũng làm phải không tôi nói dạ giờ hòa thượng biểu con nhảy vô lửa con con nhảy nó không có làm chuyện đó thì khi đó ở trên đó nó có mấy con công á ở trên nó có mấy con chim công á nó ỉa trên cái đất cái vô cổng á thì nói nè bây giờ đó Đấy không ngài mới phun một miếng nước miếng ngài khạc một cái ngài phun ra ngay xuống trúng một cái dưới đất dính như cái cơ là công này ngài nói gì mày muốn tao trị bệnh đó? thì mày liếm hết mấy cái miếng miếng tao mới phun ra đi thì tao cứu ủa chứ là sao mày không làm nãy mày nói mày nói mày coi tao như mẹ mày 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 bắt tao vô lửa tao cũng mày cũng nhảy mà tao đâu bắt mày vô lửa tao chỉ bắt mày liếm cái này thôi và do cái bản năng sinh tồn á tôi thấy ngài không có hỏi tôi mà ngài nhìn tôi mà ngài biết tôi là ai thành ra tôi cúi xuống tôi liếm mà tôi nhớ là tôi muốn ói mấy lần luôn và sau đó ngài chỉ bắt tôi cái phương pháp là trì chú lăng nghiêm chú đại bi và sám hối nói cái bệnh này do cái nghiệp của mày mày ngã mạng mày muốn quỵt nợ của đàn na tính thí thành ra mày phải sám hối và cái phương pháp ngài bắt tôi mỗi ngày sám hối thôi cứ lên sám hối và cứ lại sám hối sám hối sám hối và như vậy sám hối như vậy là thời gian sau thì 6 tháng sau ngày nói mày đi xuống mày cắt ken lại đi thì 6 tháng sau trở xuống thì cái bú đã treo được phân nửa và sau đó tôi cứ tiếp tục làm và ngài nói một câu mày sau này đó cái này là cái án treo mày đi tu mà mày ra mượn đạo tạo đời mày bán cơm gây quỷ mày làm những cái chuyện mà coi như mày lợi dụng mày không được đứng trên chùa nha mày không được đứng băng ác khao nha tất cả mọi thứ là mày sẽ phục vụ chúng sanh đó, thì cái mạng mày còn còn nếu mà mày ra đó mày đứng trên chùa mày đứng băng ác khao mày tổ chức cái này kia để mày mượn đạo tạo đời đó cái bệnh này sẽ bộc phát lại Thành ra bữa nay tôi nói cho câu Hòa tôi không phải người tốt đâu mà tại vì tôi bị cái án treo của Hòa Thượng Thành ra tôi mới trở thành là cái người đàng hoàng tới ngày nay là nhờ cái bệnh Như vậy thì thầy nói đây là giống như cái chuyện mà Thầy Thiên Đại Thánh bị cái dòng kim cang hả? Đúng rồi Tôi cũng thành thật nếu mà không có cái đó tôi cũng giống như bao nhiêu thầy khác Cũng phải đứng tên chùa trong tay Tổ Cũng phải đứng băng ngắt khao Cũng phải mở thùng phước xương Mà giờ tôi tâm sự với ông là tại vì tôi bị cái dòng kim cang nó vẫn còn nằm trên đầu tôi và cách đây khoảng chừng hai năm bác sĩ Lê Gia ông mới đưa tôi vào trong một cái uh, coi như là ông muốn tôi làm để cắt ken lại đó ông cho tôi nằm lại thì cái bú đó hiện giờ nó nó mất rồi so với cái hồ sơ của lần đầu tiên lấy lại hồ sơ cũ thì chính bác sĩ Gia xác nhận là thượng tọa đã cái bú đã đi mất rồi thì tôi nói không dù đi mất đi nữa tôi cũng không bao giờ dám đứng trên băng ác khao hay là đứng chùa hay đứng cái gì tôi chỉ là làm một cái người coi như là phục vụ cho đại chúng vì lời của Bà thượng ân sư ngài nói nếu mà con mượn đạo tạo đời thì cái bệnh này sẽ phát lại trong vòng không có thời kỳ thứ 1, thứ hai thứ ba gì hết mày sẽ chết rất là lẹ giống như là bấm tay vậy ngoài cái vòng kim cang mà thầy đang mang trên đầu đó gọi như là bị cái án tù treo đó thì bao giờ thì thầy mới thấy lại cái ánh hào quang để mà bắt đầu đi vào trong cái cuộc đời tu hành theo cái đường lối mà phải trả ơn. Tôi bây giờ tôi rất là vui, tại vì á ông thầy tôi đã mất rồi nhưng mà cái dòng kim cơ vẫn còn như vậy lúc nào mình cũng là sợ ông thầy. Do đó tôi trở thành là cái người đàng hoàng và nhờ cái tôi không đứng tên chùa, không đứng băng các khao, không tổ chức cây quỷ, không có thùng phước xương, tôi có bo đàng hoàng mà rõ ràng nhất là những người mà đã làm hồ sơ thế của cái chùa biết, à, những người đó là biết này ngay cả ông, ông phước là ceo cũng biết những người cba đều biết cái hồ sơ tôi không có đứng gì hết và ngay cả ông thơm hoàng luật sư này cũng biết rõ tôi cái dân đỡ thành ra nhờ vậy mà việt cộng đánh tôi đánh không đúng đánh hoài cũng chết tôi nhờ nếu mà tôi đứng băng các khao việt cộng đâu cần đánh thầy bởi vì người ta nói là thầy ăn tiền việt cộng mà đâu cần đánh thầy à, nếu mà tôi ăn tiền việt cộng đó, tôi đâu có cần cực khổ gì mà để mà tôi phải đi làm bây giờ ông chưa biết tôi vẫn còn đi làm đây à, tôi vẫn còn cứ hỏi mấy cái người ở bên seattle là biết giờ này tôi 4 tuần một tuần ở bên làng di đà này một tuần ở làng di đà indo một tuần ở tổ đình và một tuần tôi chỉ còn đi làm để tôi phay những cái tiền tôi chi phí nhưng mà ngoài cái tiền của thầy chi phí ra thì tiền đâu mà thầy có để mà chi phí cho gần hơn 5.000 đệ tử của thầy đệ tử tôi tự họ biết chuyện tại vì rõ ràng cái sức tuần này không phải của tôi mà của đại chúng nếu mà của tôi thì họ không cúng đâu rõ ràng tại vì rõ ràng quý vị thấy là nếu mà ông phước làm hết nhiệm kỳ thì cái người khác lên quý vị thấy cái làng này từ cô diệu xuân cô diệu ngọc rồi những người từ chức câu hòa đã từng chứng kiến mà mà chính câu hòa đã từng đi phỏng vấn những người phật tử tôi từ OVC về cúng dường chính ông đã hỏi là ông đừng có hỏi tôi cái gì nữa ông là rành nhất ông đã nắm rõ hết ông nhưng mà tại vì trong cái dịp ngày hôm nay trong cái chương trình này đó phải gọi lại để nói tính Nhạc. thầy nói ra tôi nói những cái gì đó và trong cái chuyện mà thầy nói là thầy đã được một cái ân sư để cứu mạng thầy mà cái ân sư đó đã không còn tại thế nữa tuy nhiên cái vòng kim cô đó vẫn còn nằm ở trên đó yeah. thì lúc nào thì thầy bắt đầu suy nghĩ là phải có những cái làng này làng kia và để làm gì tại vì lúc đó đó tôi mới nhớ rõ chùa thì quá nhiều tôi về tới đây khi mà cô diệu ngọc là cái người mà thủ quỹ của tôi đó với ông minh thiện nó mời tôi về đây thì lần đầu tiên tôi về đây thì tôi không có quen chùa nào đây thì tôi mở một cái pháp hội tại chùa quan thánh là cái chùa của Thái Lan, à, quan Thánh họ không có gì biết tôi lại họ cho tôi mở rồi sau đó cái pháp hội thứ hai là ở Từ Bi Đạo Tràng rất ừ. là đông người, ừ. thì bắt đầu cái pháp hội thứ hai xong thì bắt đầu người ta thấy tôi thành công và tôi nghĩ họ, họ rủ tôi lập chùa tôi nói ở đây tới mấy trăm ngôi chùa rồi chùa chỉ lợi cho ông thầy, tại sao không lập cái làng để cho mấy bà già ở đoạn cuối cuộc đời mấy bà sợ cái cảnh mà sống trong nơi sinh hôm diễn lão thì tôi thấy cái đó phục vụ chúng sanh đúng hơn thành ra tôi khởi niệm lập làng cho mấy bà cụ còn hơn là lập cái chùa chỉ lợi ở cho ông thầy thôi. Nhưng mà cái làng á thì có dễ mà những cái người như là công an mạng, những người ở bên kia của chính phủ Việt Nam cộng sản. Bây giờ ở trên làng A Di Đà có bao nhiêu công an mạng rồi? Thật ra đó, nếu mà nói công an mạng là sao tôi không có hiểu, tại vì tôi chưa có bao giờ Với cộng nằm vùng. À, với cộng nằm vùng đó thì lâu nay đó những cái người nào tôi không có biết nhưng mà đại khái khi mà tôi làm cái chương trình là kéo hai chiếc tàu về để làm đài tưởng niệm thiền nhân và lần đầu tiên tôi và linh mục phạm hữu tâm đi ra rất dông mà chính có mai kiều hòa là nhân chứng đó phải không và chúng tôi đưa đức mẹ maria vào chính là ngày làm phép tượng luôn đúng không những trình tiến tinh và tôi lập luôn cả cái đài tổ quốc kỳ ơn thì những cái người mà làm việc với tôi là đa số họ chống tôi thì tôi biết cái người nào mà chống tôi đó họ nói tại sao mà phải làm chính trị thầy tu tại sao thầy làm chính trị tôi mới nói hỏi họ khi mà tôi lên án cộng sản tôi tri tôi cảm ơn việt nam cộng hòa đó thì mấy ông nói tôi làm chính trị còn có những ông thầy nào đó mà đem tiền về để nuôi việt cộng đi cứu trợ chỗ này cứu trợ chỗ kia những cơ sở việt cộng thì mấy ông lại là tán tháng chuyện đó đó là unfair thành ra mấy ông thấy mấy tôi bây giờ hỏi với ông nè tôi sống về ai tôi mang ơn việt nam cộng hòa tại vì những người đó đã đi lính cúng dường xương máu để cho tôi an nhiên tôi không ra chiến trường thì giờ này tôi qua đây tôi uống nước với nguồn tôi phải làm tri ân những người đó tôi thờ mấy ông tướng nguyễn pha nam phạm văn phú uh, lê văn hai lê nguyên dĩ trời là đại tá Hồ ngọc cẩn thì họ nói tôi đó là làm chính trị nhưng mà thật ra những người đó họ chết cho tổ quốc chết cho việt nam mà tôi là người việt nam hả mà tri ân những người đó thì nói là làm chính trị mà coi như không biết ơn mấy người đó là coi là cái người đó tu hành chân chính tôi đã nói hoài tôi không có giờ cực lạc để tử tôi cứ về đi mà ngày nào còn cộng sản tôi vẫn còn ở đây để mà tôi đương đầu với cộng sản tôi mặc dù tôi chấp nhận tôi sẽ không được lên cực lạc nhưng mà đồng bào tôi sẽ được hưởng không khí tự do nhưng mà người ta nói là đi tu là để về cực lạc về về, về 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 cõi nếp bàn mà thầy không mong muốn. giờ đó làm để... cái gì về trên đó đã sung sướng là bao nhiêu vị phật bồ tát ở trên là trên đó không có cộng sản trên đó không có cái chuyện mà đàn áp cốt đất cướp dân trên đó không có cái chuyện mà có ăn trên ngồi trước ha? trên đó là coi như là bình đẳng hết rồi tại sao ở đây nè? ở đây mới cần sự tiếng nói của tôi à tôi lên trển tôi không có nghĩa lý gì ở trên đó là cái cảnh người ta thánh thần ở với nhau không à nếu mà nói ra cái lịch sử của thầy và gia đình thầy thì thầy nghĩ rằng cái nghiệp của thầy trả hoài không hết à? Không có gì. Đó là cái niềm vui của tôi. Mà giờ này tôi mới thấy ân sư nói rõ. Ân sư nói rõ. Ngày nào mà con không đứng vào trong băng ngắt khao, con không đặt thùng phúc xương, con không có cơm gây quỷ, thì ngày đó vẫn được sự giao hộ của ân sư và các chị. Còn ngày nào mà con đi sai cái đường này thì không có ai giao hộ con hết. Mà rõ ràng tôi thấy bây giờ tôi tổ chức pháp hội. Rõ ràng nếu cái tên này của tôi rồi tôi em, tôi đem đi Sư Như Thủy qua, tôi đem cô Hạnh Đoan qua, trở thành gia đình trị thì không ai cúng tôi hết. Ni Sư Như Thủy cũng không bao giờ nghĩa là đứng trong cái hệ thống tôi, tôi còn hai cô em mà tôi không bỏ lãnh qua. Tại tôi tại, tôi bên đó thiếu, thiếu gì người cần, tại sao phải qua Mỹ này? Ở bên đó nhiều người đồng bào khổ tại sao không lo mà chạy qua Mỹ làm cái gì? Em bây giờ Việt Cộng á là tại vì em đã lên án tụi nó rồi, em lên án trên trao và giặc Hồ Chí Minh rồi. Mà tôi nói rõ cho quý vị nghe nha. Kể cả Bùi Tính, kể cả trần độ những người nào mà theo đảng cộng sản họ có thể lên án cộng sản họ không bao giờ dám lên án cái thằng già hồ chí minh là tội đồ dân tộc đâu đừng bao giờ nói tôi mà nếu tôi là một cái người sư quốc danh mà tôi làm đền thờ thờ mấy ông tướng đó là làm tri ân việt nam cộng hòa đó tri ân như là giáo hội coi như là công giáo đó tri ân những cái quốc gia công an á thì quý vị cũng nên cám ơn cái thằng quốc danh này đi đó, tôi hỏi quý vị đi vì người này đã biết ơn việt nam cộng hòa còn tôi nói còn những vị nào đó mà quốc gia đó quý vị làm ơn quý vị chống cộng sản có mà quý vị chống những người như thông lai này thì mãi mãi quý vị cũng chống cộng đồng nhiều hơn thì cái ngày về của mình không có đâu mà mình sẽ làm lễ 50 năm kỷ niệm 60 năm kỷ niệm tới 100 năm kỷ niệm là vì gì sao vậy tại vì mình chống nhau mình chia rẽ mà trong khi nghị quyết 36 dịch cộng là gì cứ giật dây chụp mũ cái nói thông lai này là cộng sản chỉ cần nói mấy câu quý vị có thấy tôi cộng sản không đừng nghe những gì cộng sản nói hãy nhìn những gì cộng sản làm đừng nghe những gì người ta nói về thông lai nhìn những gì tôi làm đi quý vị nhìn coi thôi À, nhìn tôi làm những cái gì, à, mấy vị không cộng sản đó, quý vị làm cái gì mà tôi nói tôi cộng sản mà tôi làm cái gì cho tổ quốc? Cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói cái câu bất hủ đó và cũng nhiều cái câu bất hủ trong nhiều cái bài diễn văn. Một trong cái bài diễn văn mà cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có nói như thế này: tất cả các binh sĩ các cấp hãy thương yêu nhau, hãy đùm bật nhau như là huấn đệ chi binh mà đã thề, đã giữ. Đồng bào từ thôn quê cho tới thành thị phải thương yêu nhau. Xin đừng đâm sau lưng chiến sĩ. Thầy có bao giờ nghĩ rằng thầy là những người đi theo đâm sau lưng chiến sĩ không? Ông thấy tôi đâm sau lưng được cái gì? Hả? À, trong khi đó người ta cúng riêng tôi 40 ngàn năm rồi. Tôi dùng 40 ngàn đó tôi làm cái đài tổ quốc ghi ơn đó. À, mà trong khi người ta lại nói là cái đài đó làm tới mấy trăm ngàn. Thật sự không có cái đài thiền nhân á thì lúc đó những người phật tử họ ủng hộ mà qua tới đài tổ quốc kỳ ơn tôi dùng riêng cái tiền á mà tôi đi hộ niệm tôi cúng cái đó là có số làm hoàng cái gì muốn có những cái ác khao có những cái chất người ta để cúng riêng cho tôi làm hoàng thành nó tôi làm bốn chục ngàn đó tôi có thể mua một chiếc xe Lexus xịt tôi đi chứ giờ này tôi vẫn còn đi chiếc xe đời 84 mà Michael Hòa qua đã chứng kiến rồi phải không thì như vậy tại sao hả à, tôi mà theo cộng sản tôi nó xin lỗi hả tụi nó kêu tôi đó ông khỏi có cần làm cái gì hết có không? Có, nó gọi điện thoại luôn Nó nói là cái việc bảo lãnh thôi Làng Di Đà rất nhiều cần những người mà diện ar quanh Ông chỉ bảo lãnh thôi Tại vì ông tới hai ba cái làng Di Đà Ông bảo lãnh qua để phục vụ mấy người này đó Ông cứ đưa một người qua là 40 ngàn đô la thôi Ông đưa 10 người, ông có 400 ngàn Hai cái làng ông có 800 ngàn một năm rồi Ông bảo lãnh Hai năm sau có riêng kha, ông qua lãnh tiếp nữa Tôi nói tôi đồng ý làm chuyện đó Nếu ông làm sao tôi sống đời để tôi hưởng số tiền này thì tôi làm ừ. Tôi nói tôi sẽ làm việc đó Với điều kiện là làm sao tôi sẽ sống mãi để hưởng số tiền này thì tôi làm mà nếu mà tôi không sống mãi thì tôi không làm như vậy là không bao giờ lên nếp bàn hết không nếp bàn ở đây ngày nào hết cộng sản tôi sẽ lên nếp bàn còn ngày nào còn cộng sản tôi sẵn sàng tôi nói trước mà cầu quà bây giờ biểu đem ra Nguyễn Văn Dũng này ha Nguyễn Phú Trọng này đem mấy cái tên mà công an đó sắp ra đi mà cho bắn tôi nói đừng bắn để tôi phá giới xác tôi bắn tôi sẽ đòi đi ngục phá giới xác bắn ngày bắn xưa ngày xưa cũng đã bị cái vòng kim cang rồi bây giờ sẵn sàng Tôi bắn mấy cái tên đó để cho 80 triệu đồng bào tự, Nhưng được tự do. Nhưng mà nhà tu mà. Tôi bắn là vì cái lòng thương vì đại chúng chứ không phải tôi bắn vì cái ham giết. Bắn một thằng cộng sản để mà cứu những hàng triệu dân lành thì cái bắn đó là cái bắn của một vị Bồ Tát. Để mà cứu nhân độ thế. Dạ. Yeah. Mình chịu vào địa ngục. Chịu ở tù. À, để mà cho như bao nhiêu đồng bào mình được hưởng cái không khí tự do. Nói về Cộng sản và Nghị quyết 36 đó, thầy lên tiếng mạnh mẽ, thầy nói. Nhưng mà tại sao bây giờ bao nhiêu cái làng, tại sao lại có cái làng lưu vong, ai giờ là lưu vong? Thật ra đó, nó không phải là làng lưu vong. Lúc đó tôi xuống dưới San Jose thì tôi có mở một cái phá tu ở Sacramento. Lần đầu tiên tôi xuống tôi rất sợ San Jose, tại vì nó có ổ Cộng sản. Tôi mới xuống tôi mở một pháp hội đầu tiên đó, là ở một cái chùa Nhật ở trên Sacramento. Sau khi pháp hội thành công rồi thì có một ông đại gia, ông đó tên là ông Kiệt. Ông chủ một cái hãng machine shop, ông lên ông cúng tôi một cái chùa 25.000 siêu phích. tức là một cái hãng. Tại San Jose. Một cái kho hãng đó để hãng biến, lớn lắm. biến thành một cái thành cái chùa. Thành cái chùa. Kêu là tầm nguyên 4. Ừ. Tại vì lúc đó là tôi đã có tầm nguyên 1 là ở trên ở tổ đình coi như Seattle. Tầm nguyên 2 là lúc đó tính lập ở Sacramento rồi lúc đó là sau này mới lập ở bên chỗ mà con rô này và tầm nguyên 3 là ở bên in, uh, India Indio thì lúc đó là lập tầm nguyên 4. Mà khi tôi vừa lập xong tôi khánh thành xong đó, bắt đầu cắt băng khánh thành xong đó thì lúc đó đó nó mới đề nghị tôi là bây giờ cái chùa này chia hai thầy phải bảo lãnh sư quốc danh qua. Hiểu chưa? Có đề nghị. Có đề nghị là coi như liên hiệp, tôi nói bây giờ tôi nó không được. Liên hiệp cộng sản là tự sát. Tôi không bao giờ tôi liên hiệp ông nói bây giờ thầy đó là tu tịnh độ thì bảo lãnh ông tu thiền qua thì bên kia ông thiền là của ổng thì nó thành ra từ đó nó ấp phờ tôi nhưng mà sau này nó biểu là rước một sư quốc danh vô tôi bỏ liền tôi nói thà là tôi bỏ hết tất cả công sức tôi ở đây mà những người làm chứng ở đó là ai bây giờ là còn thứ nhất á, là những người trong là ông Tệ hỷ sư chú thể hỷ là cụ đại quý của hải quân việt nam cộng hòa phá một Osius ông đó là nằm trong cái ban điều hành của Chủ tịch nguyên bốn mà ông bỏ ông chạy theo tôi Kế đó là sư cô Quyền Dung là cái người chứng kiến đầu nhất. Hỏi bữa nào sư cô Quyền Dung nè, kỳ này cũng về phá nè, cứ hỏi ông Tề Hỷ, có phải là cái tuổi nó biểu thầy Thông Lai liên kết với cộng sản thầy Thông Lai bỏ và thầy Thông Lai thà là bỏ cái chùa đó đi mà lập cái chùa Lưu Vong. Lúc đó toàn bộ những người theo tôi kêu là Lưu Vong lâu lâu tôi muốn về mà phá tu, tôi muốn một cái hội trường tôi sinh hoạt như Michael Hòa đã thấy năm rồi mà chúng ta đã đi sinh hoạt xong chúng ta ra quỷ lạo cho cái nhóm mà homeless mà cũng đó có lý tống đi mấy Hòa nhớ chưa Thầy kêu lưu vong là tại vì tôi không chấp nhận liên hiệp với cộng sản Là cho đưa sư quốc tranh vô Mặc dù tôi mất một cái chùa lúc đó là trị giá 5 triệu đô la đó quý vị Bây giờ trở lại cái vấn đề là như thế này Là Trong các cái chương trình Trong các cái cái, cái khoa tu Có nhiều Phật tử phàn nàn là Thầy Quá ác khẩu Với cộng sản Thầy là người tu hành rồi ác khẩu đây là thầy lên án những cái cái chế độ cộng sản đó là cho những người ở ngoài đời thầy đã uh, xuất gia rồi thì thầy không nên thầy nghĩ sao ở 100 ông thầy đó là 99 ông đã hiền với việc cộng rồi kệ nó con thôi mình tu để ai làm gì làm muốn đến những ông đó cứ đến còn quý vị vào chùa quý vị thấy có một ông mà hề thiện giọng ác không một ông mặt rất là hiền lành thì để cho mấy ông thầy kia làm đi tôi làm cái ông ác le lữ đó đi với phật rồi mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy vừa rồi một số người đó nó để là thích thông lai chữ thề nó ừ. cắt một cái đoạn mà quý vị nên nhớ nó cắt ghép rồi khi thằng bạch trà nó trà trộn vô ở trong một cái phá lễ tu của tôi mà quý vị nhớ là khánh thành đại tổ quốc kỳ ơn sau khi có hai đồng bào tôi đến từ hai tiểu bang hai bà già nhận diện cái thằng này là công an của tây ninh biên phòng gọi dầu hạ thì nó không thể nào mà lầm lẫn được thì công an nó bắt người dược biên thì đông nhưng mà người dược biên không bao giờ quên cái thằng công an bắt mình hết mà hai bà này ở hai tiểu bang khác nhau thì khi tôi biết đó rồi nó lên rồi khi mà ông phước là ceo không cho nó lên nó nhào lên trên rồi nó không nó vào nó cạo đầu mà nó không chịu tương hành nó đi chỗ này nó lục nó lạo này kia và sau đó tôi tức quá tôi mới kêu nó lên bạch trà mày lên đây có băng dĩa nè mẹ nó thiệt cộng sản tụi bay á giờ này mà ta nghe đỉ điếm xì ke ma tí người ta ít ghét hơn là nghe cái cộng sản nằm dùng vô đây ở trong đây toàn là những người thấy có dùng đó. cái câu đó là mẹ mày à, mẹ chữ mẹ mày là mẹ đảng cộng sản đó rồi đúng nó, à. nó, nó cắt cái đoạn đó nó, nó nói thầy không thầy. lai like chữ thề à. thật là tôi chữ là mẹ mày cái tuổi cộng sản à. Chửi là hiền đó tôi nói tôi sẵn sàng tôi bắn đó sẵn sàng xả giới để làm chuyện đó làm chuyện đó tôi đòi địa ngục tôi biết tôi đòi địa ngục nhưng mà thà tôi đòi địa ngục để cho 80 triệu đồng bào lên thiên đàng không biết cái giới tu sĩ đại đức thượng tọa hòa thượng nghĩ gì về thầy thích tương lai Họ đã gọi điện thoại cho tôi, họ nói thông lai, like, tại sao tu hành mà không có từ bi? Rồi lên pháp tòa đó thì chữ giựt cộng với một cái thái độ như là một cái người mà coi như là ở ngoài đời. Thì ông có hiểu cái lý Bát Nhã không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì tôi hỏi vậy cho hòa thượng nói làm sao? Ông nói cộng sản tức là quốc gia, quốc gia tức là cộng sản. Tôi nói sai rồi. Tôi hỏi hòa thượng, nếu mà cộng sản là quốc gia, quốc gia là cộng sản, tại sao hòa thượng có mặt tại Hoa Kỳ chứ vậy? Hòa thượng cái ngày mà hòa thượng đi đến đây bằng cái gì? Ông nói ta đến đảo. Thì hòa thượng có khai là cộng sản là quốc gia, quốc gia cộng sản. Tôi nhớ ngày đó tôi đã phải đoàn GVA Hoa Kỳ có hỏi có ai đã từng là phục vụ cho đảng viên cộng sản không? Có ai ủng hộ đảng cộng sản không? Tôi nhớ rõ là mình phải khai là không. Thì như vậy đó và trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật thành đạo ngài cái nói là chư ác mạt tác. Ai mà làm ác mình không hợp tác, tôi không thể nào hợp tác với cộng sản được mà chúng thiện phụng hành quốc gia nào làm thiện mình có được là ủng hộ cho cái nhất nữa là trong một đồng kinh Phật nó quy y Phật không quy y tổn hữu ác đảng ác đảng là đảng cộng sản đó chứ còn như đảng cộng hòa đảng dân chủ chuyên môn phục vụ cho quyền lợi của những người dân Hoa Kỳ và không phải phục vụ cho nội cái đảng cộng hòa không thành ra quý vị có biết cái vừa cho dân từ từ nhân lương tâm là gì tôi hỏi ông hòa thượng nó lại ông nói thì mấy cái ông mà theo đảng viên cộng sản lâu năm đó bây giờ là thấy cộng sản nó sai rồi bây giờ họ lên án họ tố cáo cộng sản tôi nói đúng rồi hòa thượng biết người ta gọi mình là cái gì không kính gửi các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo thì như vậy mình lãnh đạo tinh thần tôn giáo mà tôi hỏi quý vị một cái vị tu sĩ một ông linh mục một ông thượng tọa một hòa thượng có lương tâm bằng mấy cái thằng mà mà theo đảng cộng sản mấy mươi năm rồi nó thấy sai trái rồi nó mới đi lên án cộng sản không nó bị bắt nó ở việt nam nó bị cầm tù nó dám nói nó có thể bị giết mà nó dám nói mà nó mình quý vị kêu nó là tù nhân lương tâm như vậy những ông hòa thượng thượng tọa đại đức những ông linh mục mà im lặng như vậy có phải là những cái người mà tu sĩ phật giáo không có lương tâm không hả tôi là phải có lương tâm à lương tâm là gì thấy cái ác phải lên án và lương tâm là phải nói ở đây mình có tự do mình không nói mà nói cho tám chục triệu đồng bào mình tôi nổi giận cũng như bây giờ vua trần nhân tôn ngài là một vị vua bỏ áo vào yên tử tu hành tới hồi quân tàu qua đánh ngài lột áo cà sa mặc áo chiến bào ra đánh giặc mà ngài vẫn đánh giặc có ai lên án Ngài không rồi sư dân hạnh cũng vậy hả rồi trong chuyện phật một thở nọ rồi tiền kiếp của đức phật ngài đang đi trên một chiếc tàu ngài là một vị hòa thượng trên đó có năm tên cốp Nó nhào lên, nó có biển nó kêu, Cái tàu đó có 500 người Và vị hòa thượng rất là giỏi giỏ Và Ngài nói con xin Phật, con phá giới sát Con giết năm thằng trứng cốp này để con cứu 500 Cái người mà vô tội trên này Và tiền thân Đức Phật Ngài đã dùng giỏi Ngài đánh chết năm tên trứng cốp Và Ngài phát nguyện thế này Con mang nợ tôi giết năm thằng này như con nguyện Ngài nào con thành Phật con sẽ đổ nó trước Và sau này chính năm cái người đó trở thành 5 người đệ tử đầu tiên của Phật Được giảng tại trong cái đần bụi pháp, chỉ pháp lưng Thành tôi cũng vậy tôi thấy Phật á là Phật dẫn giết năm tên trứng tốt để cứu 500 người trên thuyền đá buông thì cái chuyện tôi lên án đạo cộng sản, tôi nói dùng cho những người dân mà không có tiếng nói, tôi là lãnh đạo tinh thần thì tôi phải có lương tâm hơn những người cộng sản mà theo nó mà họ có lương tâm với dân tộc, tôi không thể nào thua những người đó. Như vậy là thầy quyết tâm không để như là cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng. À, cha Nguyễn Văn Lý thì ngài là một anh hùng đối với tôi tôi thật sự tôi ái mộ ngài tại vì ngài ở ngay trong vòng lòng địch mà ngài vẫn không sợ và cái hình ảnh cha lý bị bịt miệng là một cái đòn tác vô để cho thấy đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm Sẽ sẵn sàng hy sinh xã giới để mà đưa cái tiếng nói lương tri của mình tôi nói cho vai cầu hòa nghe tôi đã bị bao nhiêu cú điện thoại hăm dọa nó đã từng thê những tay vũ đảng để đánh tôi trong một pháp hội nó là ai thầy cộng sản tại vì nó bỏ thuốc Thói thường tôi đó khi mà tôi giảng pháp xong thì có người thị giả đưa nước uống và bữa đó thì tôi giảng xong đó thì thường thường đó những đệ tử tôi nó ưa sinh những cái lọc nó nghĩ là ăn của thầy là có phước thành ra nó đã bỏ cái thuốc mà thuốc kích dục ở trong cái một cái chai ni nước thuốc kích dục thuốc kích dục thành ra khi mà tôi vừa xong phát tòa thì biết người ta lên tôi chụp hình tôi hỏi rất nhiều mà phải gọi họ bu là thầy để họ hỏi thì lúc đó là tôi chưa kịp uống nước thì cái thằng thị giả tôi nó nói dạ sư phụ cho con xin lọc tôi nó ô lấy đi thì nó uống nó xong cái gì biết không lâu rồi cái chuyện này xảy ra cái đây 5 năm rồi thì nó bắt đầu tôi đã có tôi có nói cái chuyện đó lên mạng nhiều lắm rồi thì bắt đầu mạng nó đổ bừng và nó nhào lại nó ôm đại mấy cô gái và nó giống như xé áo thì tôi mới nói là người ta nghĩ đó là ma nhập thì bên tôi là nghĩ ma nhập mà bên công giáo thì nghĩ là quỷ sa tăng vô phá hoại yeah. thì tôi mới bốn trăm người kè cái thằng này lại để vô cái đại hồng chung cái chung lớn để mà đánh để coi cho trục quỷ ma ra bên công giáo thì dùng nước thánh bên đây thì chúng tôi để vô đánh mà càng đánh nó vẫn coi như nó lăn lọ nó xé và nó làm những động tác rất là xấu hổ giống như nó thủ dâm vậy đó thành ra sau cùng thì có một ông bác sĩ ông đưa trong đó ông nói phan hồi nãy nó uống cái gì nó và nó uống cái ly nước của tôi ông nói đưa tôi và ông nói để tôi về phòng lab tôi nghiên cứu cái thuốc này cho hai ngày tôi trả lời tin tòe hai ngày sau ông phân chất đây là thuốc kích dục thực mạnh uống vô là coi như con người ta mất hết lý trí chỉ muốn thấy đàn bà là nhào là chuyện đó tức là nó đã bỏ tôi một lần cách đi bốn năm để làm nhục thầy để làm nhục tôi nhưng mà không những như vậy không có nhiều cái thông tin tin tức trên mạng lưới internet toàn cầu thầy thích Trung Lai là một ác tăng thầy thích Trung Lai là một tu sĩ giả Thầy Thích tương lai là một cái uh, uh, cái cầu tiếp nối với lại nguyên kiếp 36 mà nãy thầy cũng đã giải thích rồi thầy Thích tương lai đã có con có vợ đúng nếu tôi không bệnh giờ này tôi có chục đứa con đúng có dấu chuyện đó tôi đã nói với mày cầu hòa rồi không bây giờ nè hiện giờ nè bây giờ thì tôi hàng ngàn đứa tới ba ngàn đứa con rồi lắm thế ba ngàn đứa đệ tử tôi là con chứ còn gì cả ngày mai cầu hòa <laughs> ngay cả phước cũng kêu thầy và kêu tôi sinh con thì cái danh từ là cái gì quân sư và phụ mà họ kêu tôi là sư phụ là cái gì là vừa ông thầy mà vừa ông cha à. tôi nói thật tôi thấy gái tôi vẫn thấy đẹp chứ không phải không thấy đẹp tôi tầm bậy nếu tôi thấy không thấy đẹp là tôi là cái người coi như là bị hư góc rồi nhưng mà tôi phải còn trô lại tôi để mà tôi phục vụ chúng sanh Chết thấy mặn thì thèm thấy gái cũng còn... tôi ngồi ăn cơm với mấy cầu hòa nhớ một ừ. kỳ ở sanh xê mấy cầu hòa ăn đồ mặn hỏi thèm mà tôi nói thèm chứ nếu mà nó không thèm là mình nói láo Tánh tôi là rất là thông thẳng Thèm vẫn thèm Nhưng mà mình phải giữ Để mà mình phục vụ cho tổ quốc Phục vụ cho đạo pháp Thưa thầy chương trình này đó là một trong cái chương trình mà gọi là mặt đối mặt Thưa hết thì cảm ơn thầy rất là nhiều để mà chia sẻ trong những cái chương trình như thế này Bởi vì trong những cái những chương trình như thế này đó Ít có ai nói là thôi chúng ta sẽ hỏi hạch hỏi không phải hạch hỏi Hỏi đây là những cái câu thắc mắc của đại chúng dùng theo dân từ của Phật tử, thầy chúng cũng thắc mắc về thầy thích tương lai và để chúng cũng nghe cái này cái kia nghe thôi yeah. mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật họ nói tôi làm sai bây giờ nói tôi sai cái nào họ đã thấy tôi làm sai chưa họ nói tôi thấy vợ con họ thấy vợ con chưa chưa bây giờ tôi chỉ nói mai cù hòa tôi chụp vào mũ Michael cù hòa là cộng sản nhưng mà lấy cái gì bao nhiêu người họ cũng chụp mũ vậy chứ đâu phải mà người mình chỉ nghe nói cộng sản nhưng mà đã thấy bằng chứng coi bây giờ tôi nè kiếm một thằng cộng sản nào mà thờ mấy ông tướng Nguyễn Pha Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Dĩ, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Đại tá Hồng Cộng Cẩn, một cái thằng cộng sản nào mà làm đền thờ tổ quốc cơ ơn Việt Nam Cộng Hòa, một thằng cộng sản nào mà làm cái đại thiền nhân mà có cả đức mẹ ở trong đó nữa, tri ân tòa thánh. Nói về đức mẹ thì có nhiều người cũng đồn là thầy đã đưa đức mẹ vô chùa quy y. Thật ra đối với tôi, tại trên chiến tàu của tôi vượt biên, bị nạn, thì trong đó 50% là người Công giáo và 50% người Phật giáo. Thì tôi nhớ rõ thì người Phật giáo thì niệm quan âm, người Công giáo thì lại mẹ Maria cứu con, đọc thơ coi, coi như cứu rỗi đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi thấy bảo tố thì có một người đàn bà áo trắng hiện ra trên đầu tạo và cuối cùng bảo yên và chúng tôi tấp được vào dàn phan của Indonesia. Thì đối với tôi đó, giữa Đức Quang Thế Âm và Đức Mẹ Maria là đối với tôi là một thôi, chứ tôi không thấy tại vì mình đặt tên thôi. Thành ra tôi không có nghĩ, nhưng mà tôi trong tâm tôi là tôi vẫn kính trọng Đức Mẹ Maria. Tại vì bây giờ tôi hỏi, tôi hỏi quý vị người ta nói tại sao Đức Mẹ vào chùa đi tu? Sai rồi! Linh Mục Phạm hữu Tâm có trả lời câu này. Cái gì đẹp, cái gì quý, mình nên chia sẻ. Thì Đức Mẹ Maria đã từng cứu khổ cho nhiều người, nhất là Đức Mẹ Maria này là tại La Vang. Ngài cứu cho bao nhiêu những cái gì thánh tự đạo thoát chết, phải không? Thì như vậy tại sao mà chúng tôi là không tôn thờ Ngài? À! Bây giờ nổi nổi đức mẹ ra ra tới ngày lễ của ngài biết bao nhiêu người tôn sùng ngài hả? À, bây giờ cái hình của tôi đưa ra đó chỉ có vài vài ngàn đệ tử tôi nó quý thôi. Còn đức mẹ Maria đưa ra nó có mấy triệu tín đồ của công giáo bao nhiêu triệu tín đồ người ta tính thấy cái phước của ngài rất lớn. Tại sao mà tôi ngài phải vào chùa để học? Tôi ừ. học ngài không được sao? Nhìn cái phước báo là mình biết là người đó là bậc thánh hay không rồi. Hả? Tôi có dám làm cái hình tôi để trong đó tôi thờ không? Trừ có thằng cha Hồ Chí Minh nó mới làm hình ở Ba Đình thôi. Mà tất cả các nhà thờ có ông cha nào dám lấy cái hình mình để làm không? Chỉ có Đức Mẹ Maria. Thì giáo dân họ mới đến đó họ cầu xin cầu nguyện. Thành từ đó là tôi nói thật với quý vị. Quý vị nghe tôi làm sai, có thấy tôi làm sai không? Tôi chửi Cộng sản đó. Mà tôi chửi là sao? Đi với Phật mà áo và xa, đi với ma mặc áo giấy. Chứ còn quý vị cứ hiền 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 kiểu đó hoài. Để rồi dân tộc mình những mãi mãi đau khổ trong khi mình có tiếng nói. Mà mình không có nói tôi làm cái gì sai bây giờ nói tôi làm đền thờ tổ quốc kia ơn mấy ông tướng đó là sai hả, hả? ai nói tôi sai cái đó không hả? còn cái chuyện mà tôi không đứng vào trong cái tay tổ chùa là tôi sai à tôi không tổ chức bắn công gây quỷ là tôi sai à tôi đi làm là tôi sai à tôi chửi di cộng là tôi sai à Thầy vẫn đi làm để nuôi thân tôi vẫn đi làm và theo cái 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 thuế má của đất nước hoa kỳ này vẫn đóng vẫn đóng anh thường là vẫn đợi để mà hưu trí Dạ tôi vẫn hưu trí Tới năm tôi 65 tuổi thì tôi vẫn hưu trí Và dạ, tôi vẫn đóng tôi hãnh diện là tôi qua đây tôi vẫn trả ơn Hoa Kỳ Tôi có ăn welfare 300 đồng tháng Tôi ăn được 6 tháng Rồi sau đó tôi đi tôi không ăn nữa Hồi đó 300 đồng Là cái lương uh, Đầu lương, tiên mà qua đó mọi người được 300 đồng Nó gọi là General Assistant Program dạ, tôi ăn được 6 tháng Thưa này Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có một cái trường chiêu hồi Có một cái chương trình chiêu hồi chiêu hồi ở đây là thời của tổng thống người, tổng thống nguyễn văn thiệu dạ. đã đưa ra xác lệnh là cho quyền các anh em bên kia biên giới để về chiêu hồi với lại về chính nghĩa quốc gia, quốc gia. Dạ. Ừ. một ngày nào đó một người cộng sản giả danh giả mạo chiêu hồi với thầy chiêu hồi hồi xưa tôi nói cho mấy ông biết Đâu phải người nào mà cầm cái giấy mà máy bay thải ra cầm cái giấy này giống như cái thông hành để mà đến bất cứ đơn vị nào nó Cộng hòa quý vị được tiếp đãi Phải qua một cái thời gian theo dõi chứ đâu có phải mà phục hồi liền đâu quý vị Thì bây giờ đó Cộng sản nó vô triệu hồi đúng nhưng mà để coi mày làm cái gì đi Ok mày muốn triệu hồi thì cũng vô triệu hồi đi Nhưng mà chủ trương của tôi là không bao giờ bảo lãnh một ông Tăng nào mà đào tạo sau năm 75 tôi không phải vừa được cái nắm Nhưng mà những ông Tăng nào mà đào tạo sau 75 gần mực thì đen gần đèn thì sáng nó cũng ở trong cái 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 trường của cộng sản nó dạy thôi thầy nói đây là những người tăng ni đào tạo ở tại trong nước sau 75 sau 75 trong nước trong nước như vậy thì tăng ni của hệ thống chùa tầm nguyên xã giới hay là hạ giới hạ giới về việt nam thì sao tôi đệ tử tôi đó là tôi nói rõ nè ở trong ngày thầy đại đức thích tệ định đã từng đến làm lễ với ở trên chỗ austin ông ta là một cụ đại quý trường Thủ Đức Việt Nam Cộng Hòa Sau này ông đi làm hiệu trưởng và ông biệt phái Đi dạy học Ông sư chú Tề Hỷ là phá một OCS Cụ đại quý Hải quân Việt Nam Cộng Hòa à Là cái người nằm trong tầm nguyên bốn lưu dông cái bo đó là ông San Jose Kế đó ông Thiện Trơn là ở bên Colorado Là ông đó là một phi công của sư đoàn 6 không quân Mà cách đây năm rồi là trung tá mà à, trung tá hổ đến dự năm nay để... à, trung tá hổ vẫn còn đến đây nữa Đúng năm nay cũng đến nữa rồi á, ở trong tôi đó hầu như là thầy đại đức thích tệ quán mà ông mà mỹ lai đó thì ông là đi đơ, biệt đồng quân của quân đội hoa kỳ ông là thủ lục tui... chiến dạ thiếu chiến yeah. thì ông là ai đang hưởng tiền là coi như là va đó đó thành ra những người trong hệ thống tôi đa số là cựu quân nhân của việt nam cộng hòa như vậy thì trong cái hệ thống của thầy có một cái cách để mà à, điều tra có một cái cách để mà qua một cái phần thử thách để biết rằng những người này là những người chính nghĩa quốc gia chứ không phải là như đang bị nói là Chối chấp cộng sản ai đem được một cái bằng chứng mà cái tăng ni tôi là cộng sản đó tôi đem đó, tôi lục y tôi đuổi ngay nếu có bằng chứng rõ ràng Đấy, những người có tôi trên đó cứ đem ra đi còn quý vị nói tôi cộng sản nói tôi xấu cái gì xấu cái gì chỉ ra đi nếu một ngày nào đó mà có ai đó đã đưa ra một cái chứng minh nói là thương tọa thích thông lai là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc có lẽ giờ, giờ đó xin để lễ cùng thầy Michael cầu hòa là người đầu tiên không sao hết đưa thầy ra ánh sáng thầy tôi nói chịu, chỉ có thầy cái thằng chịu hay không? tôi chịu chỉ có cái thằng điên mới theo cộng sản thôi ông thấy rõ trên thế giới này bức tường bà linh đã sụp đổ mà chính gô ba chốt cũng nói một câu gì ông biết không đảng cộng sản là thế nào chính đức là lai là ma ngài cũng nói đảng cộng sản là cái loại gì rồi hả bao nhiêu người trên thế giới này quý vị thấy cuba bắt hàng là coi như xử bắt hàng là cái gì đảng cộng sản bắt hàng đem xử từ dòng họ những cái người máu mũi như nó nó còn không coi ra gì hả trường trinh đem đem đấu tố mẹ thì tôi nói quý vị những cái loại mà chủ thiết đó, mà cha mẹ nó còn đấu tố đi nữa thì đối với đồng bào nó không coi ra cái gì hết tôi nói thẳng ngày hôm nay trong cái chương trình này mặt đối mặt chúng tôi đã có dịp để mà thưa chuyện cùng với lại thượng tọa thích thông lai, không những là cảm ơn thượng tọa thích thông lai đã cho riêng đại chúng của thầy, nhưng mà nói chung là tất cả những người Việt Nam lưu vong tị nạn cộng sản có một tượng đài tổ quốc ghi ơn, có hai tượng thường truyền nhân để chúng ta nhớ đến những nạn nhân tìm đường vượt biển và thầy cũng có những cái miếu để mà cầu xin cầu siêu cho những nạn nhân vượt biên không những vậy không thầy cũng có những cái miếu thờ, thờ để mà thờ các trẻ em vô tội thai nhi đã bị phá đi vứt đi chưa là chết quạnh tử thì trong bụng mẹ bị mẹ giết đi đó tri yeah. ơn thầy cảm ơn thầy đã mạnh mạo để mà chia sẻ ngày hôm nay và những cái chuyện làm sinh hoạt của thầy không biết là trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay Thầy còn muốn chia sẻ gì thêm? Tôi một lần nữa trước khi chia tay quý khán thính giả Theo dõi chương trình Mặt Đối Mặt với Michael Hoa Là đặc phái viên của Đài Sài Gòn Network Tất cả những cái gì tôi yêu cầu quý vị Đừng có bao giờ nghe rỉ tai Một vài cái thông tin bỏ lên mạng Nói xấu người này người kia Quý vị hãy dùng cái trí huệ để phán đoán Coi việc đó làm đúng hay sai Quý vị chỉ nghe người ta nói ông thầy Thông Lai là cộng sản. Thì quý vị hãy nhìn cái thầy Thông Lai làm cái gì. Quý vị nào mà thấy tôi á, nếu mà thật sự đó, cái làng di đà tôi đó, nhìn ra như vậy chứ còn nghèo lắm. Mà tôi nói rõ luôn là những cái người làm thế nếu quý vị muốn á, tôi cho số điện thoại đi, âm thầm đi, tôi không muốn nói như người đó. Những người nào đang làm hồ sơ thuế cho làng di đà, những người nào là bấm ra coi tôi có đứng gì trong đó không thì những người đó là rành tôi nhất bởi vì muốn thiệt mới nào hẹn với ông CEO lên coi bao nhiêu receipt ship bao nhiêu cái gì và những con tiền của chúng tôi cúng dường từ năm châu bốn biển chúng tôi đều phớt lên trang web của chùa công khai tài chánh cũng như pháp tu này sắp tới đây ngày 22, 23, 24 tháng 5 chúng tôi sẽ có thông báo trên web những người nào cúng bao nhiêu bao nhiêu chi bao nhiêu thu bao nhiêu thật ra một pháp hội của tôi nhiều lắm là trên một trăm mấy chục ngàn chúng tôi chi hết phân nữa rồi rồi còn lại đó để đóng điện, đóng đế, đóng nước, rồi maintenance bảo trì thì nó cũng hết thôi chứ không còn dư bao nhiêu đâu. À, so với những cái ngôi chùa, có nhiều ngôi chùa là người ta chỉ cần có vài triệu đô la rất là dễ dàng. Còn đối với hệ thống của thầy mà vài ngàn đệ tử về, vài trăm đệ tử mà họ cúng, thí dụ một người 200, 300 thì quý vị thấy chỉ kiếm được 100 ngàn hơn mà chi trong đó là hơn gần 6, 70 ngàn rồi. Cho cái pháp hội. Dạ, cho cái pháp hội. À. Nói chung là thầy nói là thầy vẫn đóng cái vai trò là một người chủ trì nhưng mà là người à, hướng dẫn và là một vị thầy cho tâm linh. Đúng rồi. Tôi là cái người mặc dù tôi là cái người sáng lập là cái làng A Di Đà. Nhưng mà điều hành nó có cái bo điều hành cái ban director và những người đó họ kế toán có finance control có những cái người auditor họ kiểm soát những cái gì đúng cam là cái tiền hàng tháng chi thu tôi biết con số đó đúng sai và cái trong... này chưa có viết cái di chúc gửi lại cho ông mai cầu hòa cái chùa nào à không có chùa nào hết chùa của tôi là sau này đó không có ai lấy được gì nó là nông rồ phích ông biết là nông rồ là của chính phủ rồi phải hiểu cái luật nhưng mà mai cầu hòa là người truyền thông mà cũng đã bị đồn là thầy thích tương lai đã làm di chúc để mà gửi một trong thật cái ra đó mai cầu hòa nếu bây giờ chỉ cần cái là làm việc cho mấy cái cộng sản nằm dùng tại đây thì michael hòa có lẽ là thu hoạch nhiều hơn đi làm cho cái đài sài gòn network này nha yeah. michael hòa có thể là sung sướng hơn à, đâu có phải bị người ta đánh phá đâu thật nhưng mà vì chúng ta vì lý tưởng đối với thầy người nào nói xấu mình mình không sợ nhất là những người tôi những người chụp mũ mình á thì cộng sản mình họ chụp mũ rồi đó thì mình có nói gì họ vẫn chụp mũ còn những người về quốc gia họ hiểu là mình thì có ngày họ sẽ hiểu rõ mình là ai còn cái tụi cộng sản nó chụp mũ rồi thì mãi mãi mình có gỡ cái nón này nó chụp cái nón kia nhưng mà không khe. Miễn là mình sống mình không thẹn với dân tộc, không thẹn với tổ quốc, không thẹn với những người đã nằm xuống cho Việt Nam Cộng hòa chúng ta vậy thôi. Cái điều quý giáo của Đồng Hương cho phép Michael Hòa là một người công giáo và một người công giáo có đức tin rất là mạnh. Một cái đức tin của Michael Hòa có nhiều người cũng nói là lung lay. Và cái đức tin của Michael Hòa đã bị mua chuộc cái đức tin của Michael Hòa ngày hôm nay không biết là ông này là cái đạo giáo gì nhưng mà xin phép cùng quý khán giả quý đồng hương là một người Việt Nam là một người biết là chưa có tổ người có tông uống nước nhớ nguồn là một người có đạo lý thờ thờ ông bà cho phép Michael Hòa được đảnh lễ cùng thầy Thích Tôn Lai một lại là cảm ơn thầy đã có bàn thờ tổ quốc đã có một cái nơi Mà các thuyền nhân Vô tội Một cái nơi mà tất cả các con em Chưa được chào đời Đã bị mất đi cái sự sống Một cái nơi Mà tất cả những đồng hương Phải băng rừng Để mà Tìm được cái lý tưởng tự do Mà không may Đã bị vùi sâu trong rừng sâu Cảm ơn Thầy Thích Tôn Lai đã có những cái nơi đó Để cho những cái vong linh hồn an nghiệp đó có cái nơi để gọi là nhà xin cảm ơn thầy dạ yeah, xin cảm ơn mấy cụ hòa đã cho thầy mặt đối mặt để nói lên những cái gì mà những phật tử đồng hương đã thắc mắc về thầy mong rằng những cái giây phút tâm sự này để cho quý vị hiểu thầy thích thông lai đã vì tổ quốc dân tộc và chịu mang tay mang tiếng và ở trong giáo hội cũng không ai ưa thầy vì cái tánh thầy là nói thẳng và tánh thầy là lúc nào là cũng tổ quốc trên hết và tôi muốn nhắc một cái thông điệp là vừa rồi khi mà lễ thượng kỳ đầu năm nay có nhiều người gọi vô chửi tôi à, ông thông lai ông là phật giáo tại sao ông chào cờ hoa kỳ chào cờ việt nam cộng hòa trong khi cái phật giáo kỳ là cái chỗ mà, mà đắp y cho ông lên thượng tọ thì ông lại không nhớ tới sáng bên nay tôi xin phép anh cầu hòa cho tôi 5 phút để tôi nói vấn đề này thứ nhất là cái ngày lễ thượng kỳ này là tôi thượng kỳ hai cái tổ quốc của tôi tổ quốc trên hết thứ nhất là tổ quốc việt nam cộng hòa lá cờ vàng ba sọc đỏ trong trái tim tôi thứ hai là quốc gia thứ hai vì cái thời gian mà tôi ở tại hoa kỳ này nó hầu như nó còn nhiều hơn là tôi ở việt nam cái quốc gia này đã cu mang hai triệu đồng bào chúng ta thành là trong ngày đầu năm chúng ta tri ân hai lá cờ đó liên lá cờ phật giáo vì quý vị nhớ cái ngày đó không phải là cái ngày mà phá tu mà trong khi đó tất cả tăng đoàn của tôi phật tử của tôi đều đã dồn về bên làng di đà indio do đó cái lễ thượng kỳ đầu năm đã được tổ chức tại làng a di đà indio dưới hàng ngàn phật tử tôi riêng tôi nói cho quý vị nghe việt nam không phải là phật phật giáo là quốc giáo do đó cái lá cờ này do một người mỹ chế ra chứ không phải ông phật bổn sư chế ra bây giờ hòa hiểu thầy nói không mà tôi tôn trọng những người đến đó trong đó có ông đại tá mục sư tin lành tôn trọng những cái người à như là phật tử coi như là bên hòa hảo có một cái vị bên phật giáo hòa hảo có vài vị bên công giáo do vì cái dạy tế nhị cho nên tôi mời các họ đến đó để mà chào cờ tổ quốc hoa kỳ và tổ quốc việt nam cộng hòa chứ tôi không phải mời đó để mà chào cờ phật giáo và đó là tôi lùi một bước để tôi kính trọng những tôn giáo bạn đã đến tham dự lễ chào cờ chứ không phải là tôi khi dễ và quý vị coi tất cả những Pháp tu tôi đều có chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Phật Giáo Kỳ riêng cái ngày thượng kỳ đầu năm để tôn trọng các tôn giáo bạn đến đó. Thành ra tôi mới để cái lá cờ Phật giáo ở dưới đó mà tôn trọng hai cái lá cờ mà đang cù mang người Việt tị nạn chúng ta tại Hoa Kỳ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả quý vị và quý hương đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình Mặt đối mặt cùng với Michael Hoa mỗi một kỳ chúng tôi mời một vị khách đến và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là thượng tọa thích Thông Lai, chủ trì hệ thống chùa tầm Nguyên, làng Ayida và đặc biệt làng Ayida ở tại Colorado Texas của chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt. Dạ, tôi là thượng tọa thích Thông Lai. Trong cái mặt đối mặt với quý vị, vì tánh tôi là ăn to nói lớn, nói bằng trái tim. Có những lời nói gì đụng chạm tới quý vị, tôi xin quý vị niệm tình và tha thứ cho. Vì tôi là thích mà khi mà đụng tới cộng sản là cái máu căm thù của tôi nổi lên và tôi hầu như là tôi phải nói như vậy tôi mới hả giận. Xin quý vị quan hỷ bỏ qua cho.